Bắt đầu nè. C 4 H đang nói an k d n. Đọc công thức lại đi. C n h 2 n trừ. Vậy là C 4 thì h mấy? Cứ nhẩm vô. 4 đây thì n là bằng 4. 2 nhân 4 trừ 2. 6. Đúng rồi, bắt đầu viết nè. 1 2 3 4. Ok, có mấy liên kết đôi? 2 liên kết đôi, phải chốt lại 2 liên kết đôi. Dễ chụp đối xứng. Một liên kết đôi được đây, ở đây được không? Được, một liên kết đôi ở đây được không? Một cắt. Cắt thứ hai. Một liên kết đôi ở đây được không? Một liên kết đôi ở đây được không? Được, vậy có hai trường hợp nha, là viết ra nè, chậm nè, nhìn cái cách kỹ năng. Bởi cái này khó ở chỗ là dây nè, một liên kết đôi đây, đang nói ở chỗ này. Ổn chưa? Còn dưới nè. 1 2 3 4 đây đây. Đúng ở đây chưa? Đó. Cái khác không? Khác là ok, còn không khác là một cái thôi. Rồi bắt đầu điền h vô. Hiểu. Hiểu. Tương tự đánh số nè. Đánh số làm sao cho mặt nhắn nhỏ nhất là 1, liên kết nhỏ nhất là 2, liên kết đôi nhỏ nhất trước nè. Đánh số nè, là nhìn vô là biết đánh số từ trái sang phải rồi, thấy không? 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 đọc là gì? Nhẩm lại hằng đầu tiên. Mê tan, e tan, rồ pan, bu tan, bu ta. Bù tan. Đúng rồi, thì đang đọc nè. Bù tan. Bù tan. Bù tan. Đó là của thằng An Can. Còn A An Can đi en. Nhìn thấy chữ gì không? Nó mất chữ gì? Đúng rồi, mất chữ N chưa? Rồi, mấy liên kết đôi nằm ở vị trí số mấy? 2 gạch 1, 2. Mấy số? Đi. Liên kết gì? En. Ở đây không có dấu đề chữ giờ thôi nghe, không chữ giờ. Thấy chưa? Ok chưa? Tương tự dưới đánh số. 1 2 3 4. Mấy C? Đọc chậm đi. Mê tan, e tan, rồ ban, bu tan, bu tan. Mất chữ N nè, thấy chưa? Gạch. 1 với mấy? 1 với mấy? Lộn lộn. 1 với 3. 1, 3. Mấy cái? Dấu gạch. Xin lỗi. Đúng rồi. Dấu sửa giữa số với số, dấu phẩy quên. Mấy số? Đi. Đi của mình là không có chữ giờ, chữ đờ nghe, chữ giờ nghe. Đi. And. Hiểu không? Có kẹp không? Hai cái nữa. Rồi. Và tiếp theo cái chỗ này cần nhớ nè. Cái chỗ nào đây? Cái chỗ này cần nhớ để người ta có tên riêng thì phải nhớ. Ví dụ như đây H2 H này nè, đọc là Vini, không còn cách nào hết, buộc phải thuộc thôi. Ví dụ giống như cái hằng này nè, ở vị trí số 1, số 2, vị trí số 2 mà có CH3 đọc là chữ gì? Y so. Nhớ không? Chắc không nhớ nổi rồi. Còn nếu mà vị trí số 2 mà có 2 CH3 gặp là gì? Nèo đó, nhớ đi, chốt đi đó. Những cái đó là bắt buộc tên đó, tên riêng, tên mà chỉ cúc cúc.